là có thể là sẽ ra đi rồi. Những kiến thức của tôi mong muốn được truyền lại cho tất cả các bạn thật sự là như vậy. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều, nhớ chia sẻ cho tôi nha, để cho nhiều người cùng biết. Ai cũng vậy thôi mà, hay gì mình bỏ tiền vào quảng cáo đúng không, nhờ các bạn nó hay hơn đó. Như vậy thì các bạn có những cái máy công nghiệp, những cái gì mà khó khăn nhất về sửa chữa, hãy gọi cho thầy Mò nha. Thầy Mò sẽ lái xe đích thân tới sửa cho các bạn luôn. Và mình đã cứu rất là nhiều cái bệnh, giúp đỡ rất là nhiều người hàng nổ cái gió quá. Thôi, hàng cái hai cái cộng dây 12V này vào, qua laptop vào. Điểm hàng thì các bạn biết rồi, bên sơ cấp này là điện thoại cho em đó, coi khách hàng có yêu cầu gì nữa không nha. Alo. Alo, có phải là Trần Trần Tình không ạ? À? Phạm Trần Tình không ạ? Dạ, em Tình. Cái bo mạch của em là cái bo mạch gì vậy? Phải đạp nước đá không? Cái mạch của cái máy làm nước đá hơi con đó anh. Ồ, cái mạch này nhìn nó có vẻ cao cấp quá ha. Dạ. Nhìn có vẻ cao cấp quá. Dạ. Nhưng mà cái mạch nguồn. Cái máy làm nước đá lạnh đó. Nhưng mà cái mạch nguồn á. Em thấy là em tháo ra chỉ anh. Đó là cái nguồn anh, còn có một cái bảng điều khiển nữa, bảng điều khiển nó ra. Từ chỗ cái mạch đó nó đưa một đường cáp ra để điều khiển nó bấm thôi, còn đó là cái chính ở đó anh. Cái điều khiển ở trên đó là vi xử lý đó, nó có nó mới cái lệnh nó mới ok. Bây giờ gì đi, cái qua quan sát á, cái bo mạch thì nó cũng cao cấp đó, nhưng mà cái bộ nguồn á, nó dở lắm. Bộ nguồn này chạy một thời gian sau bị hư nữa. Bây giờ nếu mà được thì thầy sẽ bộ độ lên cái bộ nguồn nó gấp 3 lần, nó mạnh nó 3 lần để cho nó chạy bền ổn định và bảo hành cho em 1 năm. Dạ. Ok không? Dạ được anh báo thầy bấy cái chi phí luôn ở đây. Bây giờ vậy nè, chi phí á thì thầy lấy 120.000 free ship cho em luôn. Dạ. Được không? Ăn rẻ, tại vì cái bộ nguồn này nó cũng là khó sửa và cũng quay video cho các bạn xem luôn đó. Dạ được. Sau này em cứ xử lý, học theo bài học của thầy mà làm nha. Dạ. Chút xíu nữa thầy sẽ đăng lên trên kênh Tự Học Nghề Lập Nghiệp và các trang khác nha. Dạ, có gì thầy nhắn cho số tài khoản rồi em chuyển qua cho thầy. Bây giờ vậy nè, em có thể bấm nút cảm ơn, trả tiền trên cảm ơn được không? Thầy chỉ lấy 100.000 thôi, khỏi cần phải lấy 220. Dạ, được. Để em bấm cảm ơn trên Zalo nha thầy. Cảm ơn, không, cảm ơn ở trên YouTube á. Dạ. Nhưng mà gì nè, em bấm vào cảm ơn nhưng mà em có ấy không? Em có cái thẻ master không? Dạ, không. Không hả? À, không thì thôi, để thầy gửi cho free ship. Dạ. Nhưng mà phải lấy 120. 150 cũng được, 120 thì mời thầy. 150 phải không? Cái đó là em nói nha, nhưng mà thầy chỉ ăn 120 thôi là tiền ship mấy chục ngàn rồi. Rồi như vậy nè, bây giờ quyết định gì ha? Giờ thầy sẽ lấy 150. Được không? Dạ. Tiền không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề bây giờ thầy cần tiền. Nói đùa thôi, nhưng mà chỉ lấy 120 nha em ha. 120 thôi. Tới đó thì em lụm rồi có gì giới thiệu cho thầy, chia sẻ giùm cho thầy là được rồi, cho lan tỏa ra cho nhiều bạn ở nước ngoài xem. Vậy nhá. Dạ. Rồi ok, của em đã sửa xong rồi đó, ngày mai là sẽ tới em đó. Dạ. Quy Nhơn hả? Quy Nhơn là lâu à? Quy Nhơn chắc 2-3 ngày. Dạ. Ok, chào em nha. Chút xíu nữa thầy gửi cái video cho. Có qua Zalo của thầy chưa? Dạ có Zalo đó mẹ. Rồi thầy sẽ đưa vô nhóm. Dạ. Chào thầy cái đi. Ok. Dạ ok thầy, cảm ơn thầy. Ở đầu của con ơi, để sửa chữa cho một cái bộ nguồn này á, nó quá dễ dàng đối với thầy Mò. Chỉ thay những con linh kiện ở đây, thay con này, thay lại miễn con điện trở bị chết đây, rồi điện trở bị hư đây, và thay cái con IC đây, nó quá dễ dàng, thậm chí là không phức tạp gì mấy. Rồi xem cái con Octowa này có thể mất, và rất là nhiều linh kiện ở đây thì phải thay thế. Nhưng mà mình nhận thấy cái máy làm nước đá rất là cao cấp, công phu, mà làm với bộ nguồn như thế này thì nó quá sơ sài, nó không có bảo vệ như thế nào, nó không bảo vệ xung đột, nó không bảo vệ sét đánh, nó không bảo vệ nhiều thứ. Như vậy thì để cho cấp vi xử lý nó rất là nhạy cảm, thì tôi đề nghị phải thay bộ nguồn này. Thì đây là một cái bộ nguồn rất là tuyệt vời, qua cầu chì, qua cục lọng nhiễu ra rất là nhiều thứ, và cái cụm biến áp chúng ta có thể chạy được lâu dài, không có bị hư. Và khi ra nguồn nắng này, nguồn xung ở đây nè, cái con diode rất là bự, to. Rồi tụ chúng ta lọc bự, to, có đặc biệt có cái cuộn gọi là chống lọc nhiễu cao tầng. Diode của chúng ta là ampere cao hơn.
thì đây diod rất là thấp ampe ha. Diod này khoảng có 1 ampe thôi. Nhưng mà con diod này 1 ampe nhưng mà nó cũng thuộc về dạng từng con, nó không có bị tải nóng. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế bằng cách này. Một là mình lấy nguyên C này mình cấy qua đây và lấy những linh kiện này mình để qua đây. Nhưng mà mình muốn để như thế này để chạy cho nó bền thì tôi sẽ làm như thế này. Cắm điện vào và ở trong đây đương nhiên cái bo này có rất là nhiều cái von ở trong đây, 5V, 12V cộng 12V trừ rất là nhiều von ở đây. Thì mình sẽ lấy von 12V để cung cấp cho thằng này. Và cách lấy như sau. Ở đây mình sẽ cắp điện lên và đo cái vị trí nào để mà mình lấy được điện 12V ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào nha các bạn. Rồi mình đo thử coi. Ở điểm này là các bạn nhìn thấy nè, ở điểm một cái điều nhận dạng mà rất là kinh nghiệm ở đâu có tôi muốn truyền đạt cho các bạn là trên bo mạch cái đường nào nó mà nó mà mạch in nó lớn nhất đó là mát. Thì mình dùng đồng hồ đo để mình đo. Mạch in lớn nhất đó là mát. Đó là cái cách để mình trả lời nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo nha các bạn. Một chân mình đo với mát bật chế độ 50V cho mát. Rồi một chân mình đo ở đây nè, xem coi là bao nhiêu volt, này là volt trừ rồi nè. Đây là cộng 5V nè. Cộng 5V. Đây là mát. Đây là nhiêu? 15V. Đây là 12V nè các bạn, 12V. Nhưng mà đồng hồ nó báo có thể sai là 15V thì mình lấy ở dây đỏ đây, dây đỏ đây. Dây đỏ đây là 12V, đây là 5V, chính giữa là mát. Rồi mình sẽ câu vào nha các bạn. Rồi bằng cách là mình sẽ cắt cái đường điện này ra. Xem sợi dây nguồn là 12V đây. Rồi cắt ra. Rồi mình sẽ đưa cái điện 12V này trừ vào đây. Tất cả dây còn lại chúng ta có thể cắt đi. Cắt bỏ đi. Rồi các bạn sẽ hàn vào trong hai cái đầu tụ của con bên tụ thứ cấp. Rồi hãy xem đồ hàng. Rồi bây giờ mình sẽ hàng vào hai cái đầu tụ của tụ thứ cấp. Bên đây thứ cấp lựa cái tụ bự nhất mà hàng. Đây, chỗ này nè. Cộng đi vào đây. Và trừ đi vào đây. Đi vào dấu trừ của con tụ, cộng đi vào dấu cộng của con tụ. Mình đã đấu lộn rồi. Cộng đi đấu vào đây. Và trừ sẽ đương nhiên đấu vào trừ của con tụ. Xem một lần nữa kỹ càng, phải đảm bảo rằng mạch điện của bạn đấu đúng thì nó mới có hoạt động được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. Rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng các bạn thấy này nha, đây là những cái thiết bị motor hay là những cái đồ của chúng ta đó được điều khiển bởi vi xử lý lên ha. Thì bây giờ mình cấp điện ở đây thì vi xử lý nó sẽ đóng và mình sẽ có một cái ở bên đây là nó điều khiển. Thì điều khiển những cái lệnh điều khiển này nè, là một á là các bạn đưa về nguồn dương đó là 5V để nó kích cho con vi xử lý này. Trên những phím bấm á, bấm ra cái này nó có 5V ở đây. Như vậy thì mình sẽ kích thử nha các bạn. Còn nếu không thì các bạn bấm cái rele này nè, đi về mắt là nó sẽ kích thử. Rồi bây giờ mình sẽ đo nè. Cắm điện vào. Mình sẽ đo coi xem 5V ở trong mạch của chúng ta có chưa. 5V có chưa. 12V đã vô chưa nè. Rồi 12V đã vô rồi. Sao nó vô có 5V nè. Có phải là nó sụt áp hay không. Từ từ. Bây giờ mình sẽ xả điện ra cái. Một là mình câu lộn von, lộn cọc. Hai là nó bị sụt áp. Cắm điện lại xem nào. Chỉ 5V thì mình câu lộn rồi. Lộn cọc rồi nha các bạn. Qua cái cọc 12 mới được. Nhổ này ra. Ôi cắt lộn cọc rồi. Đo ở dưới này mà. Nè các bạn đo ở dưới này mà cắt ở trên này. Rồi giờ nhiệm vụ của mình là quay ngược trở lại. Quay ngược trở lại. Cái mát thì vẫn giữ chung. Nhưng mà quay ngược trở lại thì các bạn hãy cắn cái này đi. Bỏ đi.
ngược trở lại. Rồi xong. Rồi cắm điện lại trở lại nha các bạn. Cắm điện trở lại. Đo xem sao. Ok, mình đã có 15V rồi các bạn. Đây mình có 15V rồi. Ok chưa? Rồi sẽ đấu vào mạch nguồn. Rút điện ra cắm lại. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện lại nha các bạn. Cắm điện lại. Mình đo xong có 12V không, có sục tải không, và 5V có hay không. Rồi chỉ còn có 5V thôi. Như vậy thì nó đang bị sục tải các bạn ạ. Nó chỉ còn có 5V à. Như vậy thì mình đo từ cái điểm này qua cái rè le coi nó có 12V, 15V hay không. 15V này các bạn, không được 15V. À, sục tải rồi. Cũng có thể là cái nguồn này sục tải nha các bạn. Mình tháo ra coi coi nó có sục tải không, để nguồn không cần rút ra. Lại là 12V. Như vậy thì có thể là con 7805 của mình nó bị hư. Có thể là bị 805 mình bị hư hay chăng. Hoặc là cái con hồi tiếp này bị hư. Hai thằng. Bây giờ mình hút con hồi tiếp ra thử coi nó có bị hư hay không. Do nó bị sục tải quá vậy. Hoặc là các bạn xử cái con TL 4494 này. TL 3431. Con này là cái con hồi tiếp. Bỏ nó ra. Xem nó có còn sụp tải hay không. Đo lại nha các bạn. Tay này cầm đây. Để chích vô đây. Tay này cầm đây. Đây là 15V nè, chích vô nó có sụp tải hay không. Rồi chích vô nó lại sụp tải nha. Chích vô nó lại sụp tải. Như vậy thì một là cái cục nguồn của chúng ta thay vô chưa đủ chất lượng. Hai là cái con này nó đang bị chạm. Con này nó đang bị chạm nè các bạn. Rồi đo lại một lần nữa coi xem, để phải đảm bảo rằng nó đủ 12 nha, hoặc là 15V. Rồi nè 12 nè, mình kích vô thử nó có sụp tải không. À mình chưa có cấp nguồn lại vô nha. Đây, xem đồng hồ nha các bạn. Chích vô để lại sụp tải. Rồi quyết định cuối cùng đó là mình tháo cái con photo triac này qua. Mình chỉ việc nhóng nó là hai chân thôi các bạn, tại vì mình không còn xài nó nữa, do vấn đề nó nổ nó có thể chết cái con này luôn. Rồi mình sẽ đo lại. À, đo lại này các bạn thấy không. Rồi mình sẽ chích vào trong đây. Nếu mà nó sụt tải thì không được rồi. À chưa cắm điện. Cắm điện nó còn giữ điện đó. Giờ cắm điện lên.
Mình có thể chích ở đây, mình có thể chích ở đây. À, chích ở đây thì lại sụt tải xuống. Chích ở đây thì lại sụt tải xuống. Mình xem lại cái bộ nguồn của mình coi nó có ok hay không. Mình sẽ lấy cái con led mình thắp thử. Xem cái bộ nguồn của mình bị hư hay là bộ nguồn nào bị hư. Đây là một vĩ mạch led. À, chúng ta có thể câu mát và một câu này coi xem có sáng hay không. À, nó lại chớp chớp, có nghĩa là nó không có đạt tiêu chuẩn của nó các bạn. Là bộ nguồn của chúng ta không có đủ tải. Mình sẽ lấy bộ nguồn khác nha các bạn. Đây, tôi sẽ lấy bộ nguồn này mạnh hơn. Cắm điện nó vào. Cắt vào này. Đưa vào điện 220. Bộ nguồn này bây giờ không còn giá trị nữa. Do vấn đề nó bị sụt. Nó bị yếu, bỏ qua một bên. Rồi, tôi sẽ dùng bộ nguồn này nha các bạn. Để gắn một cái công tắc cho nó. Xét thấy nó bị đứt chân, hàng nó lại. Rồi bây giờ thầy sẽ cắm điện vào. Bật công tắc nó lên. Xem nó có đủ 12V không. Hãy xem nút 12V là nút nào. Cộng 12V là đầu tiên. Rút cái này ra. Và cắm cái này vào. Xem có 12V chưa. Ok, lúc này nó sẽ không còn chớp chớp nữa. Mình đang đủ 12V. Đo một lần nữa xem nào. Rồi, đúng là 12V. Ok. Lúc đó sẽ hàn vào đây. Từ hàng bên ngoài và cộng hàng bên trong. Để chúng ta đo cái coi nó bị sụt tải nữa hay không. À, lúc này không sụt tải nữa. Các bạn thấy không? Không sụt tải nữa. Và bạn có thể lấy một thanh led này và câu vào. Nó sáng mà nó không chớp là ok. Ok. À, bây giờ để điểm đảm bảo cái mạch điện của chúng ta nó còn hoạt động tốt hay không thì các bạn hãy dùng phương pháp này. Thứ nhất là các bạn đo nguồn 5V ra nó có chưa? 5V. 5V có chưa? 5V này được độ ổn áp ở bên con IC 5V này. Chân giữa đây, đường đi chân giữa nó đi từ đây tới đây qua đây. Và nó sẽ có qua một con tụ. Và nó ổn áp trên con tụ này, mình đo chỗ con tụ này nó có 5V chưa nè. Ồ, hơn con tụ hơn 5V.
Vậy là đường điện này là qua vào đây là hơn 5V. Và ở bên con tụ này nè, bên con IC này nè, chính giữa là mát và đường ra nó nè. Đường ra nó là có 5V chưa? Ok, đã có 5V. Rồi như vậy thì chúng ta xem cái con IC này ở bên trong này nè, 12V nó đã có chưa? Bằng cách mình chích vừa mát và mình đưa cái đường 12V đó. Đây, có 12V. Và nó sẽ hoạt động, sẽ đưa về mát do cái relay. Relay có 12V chưa? Có rồi luôn, bên của relay phải có 12V. Nếu bên đây không có 12V thì cứ relay này nó bị hư. Rồi, điều đầu tiên của chúng ta kích hoạt thử như thế nào? Chúng ta khi chúng ta không có bàn phím. Các bạn không có bàn phím vi xử lý. Ở trên bàn phím nó có một con vi xử lý nữa, nhưng mà mình không có thì mình bật chế độ nhân 10 nha các bạn. Nhân 10. Một cái mình cập về 5V. Một cái mình cập về 5V đây, cập về 5V. 5V đây, 5V đây, 5V. Một cái là mình kịch về một chân của relay, xem relay có nó có nhảy hay không. Các bạn nghe kỹ nha. Ngược rồi, ngược kim rồi. Rồi. Coi xem có nhảy không các bạn nha. Relay này không nhảy. Như vậy thì chưa đủ kích relay về nhảy. Các bạn hãy cho nhân 1 nha. Tại vì trong nhân 1 đây nó có một cái con điện trở nha các bạn. Có một con điện trở. Nếu không thì các bạn không thấy nhảy thì các bạn hãy thấy. Ở lấy này đường này nè, đi về map nè. À tôi lộn rồi các bạn à. Tôi lộn rồi. À đưa cái này nè, đưa cái này là 10 nhân 10 và đi về nguồn mát chứ không phải là nguồn dương nha các bạn. Nguồn mát nó mới nhảy. Đây các bạn thấy không? Ok, như vậy thì chúng ta đã độ xong một bộ nguồn này rồi. À, bằng một cái bộ nguồn xịn sò khác. Như vậy thì ca phẫu thuật chúng ta thành công, không cần phải sửa cái này, không phải ngồi sửa cái này cả ngày cả buổi trời. Hãy chỉ độ cái này vô mà xài rất là bền. Rồi như vậy thì gle nhảy này kia nọ thì mình chỉ có cái đường 12V thôi. Nhưng mà để được qua bên đây có 220 thì các bạn phải câu đường điện 220 qua đây nha. Đường 220 qua đây. Rồi mình có thể câu qua đây, từ đây qua đây để bỏ cái công tắc. Hai cái giắc này mình sẽ bỏ. Mình sẽ câu qua đây. À không, mình gắn lại đi. Mình gắn lại. Không, cái dây này của khách, nhiều khi khách ở nhà khách tự gắn ha. Mình chỉ lấy cái này đi qua thôi. Mình sẽ nối đường điện 220 từ đây qua bên chỗ này để cho nó có cái đường điện 220 nha các bạn. Rồi mình sẽ đưa một đường điện 220 từ đây, từ cái bo chính này nè, đi qua cái bo phụ. Đấu ở trên này nó sẽ chắc cú hơn. Rồi một cộng thứ hai. Tiếp tục mình sẽ đưa qua đây. Sao cho dây này nó bằng với nhau, cho nó dễ, nó đi chung một đường luôn. Đi chung một đường luôn. Thôi quyết định hàng dưới đây là cuối cùng. Rồi bây giờ hai cái này chập lại với nhau để cho nó gọn. Tiếp tục, cái này mình sẽ hàn vào đây. Rồi bây giờ á, rồi khi có điện 220 ở bên đây thì các bạn biết là 220 ở bên đây á là nó sẽ cung cấp điện 220 ở cái bo này, nó mới hoạt động nha các bạn. Rồi hàng vào.
Rồi bên này thì nó sẽ đi vào đây. Rồi thế thì chúng ta đã có cắm điện 220 vào ha. Bạn ơi, bạn sẽ bấm điện 220 vào đây nha. Rồi, bây giờ sẽ cột lại cho các bạn. Máy này xài bao luôn nha. Bao luôn. Bao cái bộ củ, bao cái bộ nguồn này luôn. Bảo hành cho bộ nguồn này bằng 1 năm nha. Ghê. Yên tâm để mà lấy tiền khách ha. Rồi như vậy thì bo nguồn xịn sò. Và cung cấp cho cái bộ nguồn này lúc nào cũng có điện 220 đâu ha. Cắm 220 chỗ này nha. 220 chỗ này nè nha. Nhớ nha không? 220 chỗ này nè. Rồi như vậy thì chúng ta đã sửa xong một bo mạch rồi và an toàn nữa. Các bạn hãy tự tin mà làm theo hướng dẫn của thầy mò nha.